Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Mơ Phám Mili Cuộc Sống Malaysia. Lời đầu tiên Mơ xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Chúc tất cả các cô chú, anh chị và các bạn luôn may mắn, hạnh phúc, vui vẻ và thâm tâm luôn an lạc nhé. Và nếu như bạn nào lần đầu tiên đến với kênh của Mơ, xin vui lòng hãy tặng cho Mơ một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ Mơ nha. Kênh Mơ thì chia sẻ về vlog cuộc sống Malaysia. Hiện Mơ đang sinh sống ở Malaysia nhé. Và trong video clip ngày hôm nay, Mơ xin giới thiệu đến với tất cả các cô chú, anh chị và các bạn một món ăn mà cũng rất là nổi tiếng ở Malaysia. Đó chính là roti canai. Roti canai là một món ăn sáng rất là nổi tiếng. Nói chung thì khi mà các bạn đến đi du lịch hay sinh sống ở Malaysia thì các bạn cũng có thể thưởng thức món này từ những cái quán ăn đường phố hay là những nhà hàng khách sạn nổi tiếng ha. Và cũng có những cái nhà hàng nổi tiếng dành riêng cho roti canai nha các bạn. Thì cái món ăn này cũng bình dân thôi. Trước đây á thì giá khoảng chừng 50 sen một cái. 50 sen thì tầm khoảng 3.000 tiền Việt Nam của mình á. Còn bây giờ thì cái giá của nó lên hơn một chút, khoảng chừng một riêng một cái thì khoảng chừng 5.000 tiền Việt Nam của mình. Thường cái món này là ăn vào buổi sáng. Và roti canai thì nó có nhiều loại các bạn à. Có loại thì gọi là roti kosong nè. Roti kosong có nghĩa là chỉ có bột, sau khi pha bột xong rồi nướng lên thôi. Rồi kế đến một loại nữa đó là roti pisang. Roti pisang có nghĩa là chuối. Thì cũng là bột đó, và khi người ta nướng lên người ta sẽ bỏ chuối vào. Chuối thì sắc lát mỏng, chuối chín nha các bạn. Sắc lát mỏng thì bỏ chuối vào và nướng chung. Thì cái loại này ăn cũng rất là thơm. Vì chuối khi mà nướng lên thì cũng đã rất là thơm rồi ha. Và chuối chín nữa thì nó cũng đã ngon. Thêm một loại nữa thì roti telur. Roti telur, telur có nghĩa là trứng. Thì thường á, khi mà người ta ăn sáng thì có nhiều người ta thích ăn roti với lại trứng. Khi mà nướng bánh lên thì người ta đập trứng gà bỏ vào và người ta nướng. Và thêm một loại nữa là roti pisang. Nó giống như là roti cái loại roti này á, thì nó bỏ đường vô một chút, đường để mà khi mà nướng lên xong rồi quấn thành giống như là một cái khăn đó các bạn. Nó đứng lên nhìn rất là đẹp, và thưởng thức thì ăn nó rất là giòn, nó thơm mà cũng rất là ngọt. Nhưng Mơ thì Mơ thường ăn roti kosong, bởi vì Mơ thích cái hương vị mà thực tế của nó hơn là ăn chung với chuối hay là dây trứng. Và trong video clip ngày hôm nay, Mơ xin giới thiệu đến với tất cả các cô chú, anh chị và các bạn một cái món roti kosong ha. Thì hôm nay Mơ làm roti kosong. Thường roti này thì ăn chung với lại cà ghi và thức uống của nó kèm chung là teh tarik nha các bạn. Như các bạn lúc nãy vừa xem là Mơ pha teh tarik. Teh tarik có nghĩa là trà, và chúng ta pha chung với sữa. Thì khi trà pha chung với sữa thì xong rồi thì chúng ta thường cầm hai cái loại ly và kéo lên giống như gọi là tarik, giống như là kéo lên á. Thì như vậy các bạn cảm thấy là cái món ăn ở Malaysia rất là thú vị đúng không? Và bây giờ thì Mơ xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng Mơ thưởng thức cái món roti canai này nhé. Roti kosong thì cái món này thì thường ăn vào buổi sáng. Nếu như buổi sáng giống như là Mơ bình thường á, là Mơ ăn khoảng chừng 2 cái mới đủ nha. Mơ ăn sáng thì khoảng là 2 cái roti và uống thêm 1 ly teh tarik nữa thì mới là đủ năng lượng cho buổi sáng. Và không nói nhiều nữa, bây giờ mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng thưởng thức cái món roti này nha. Và hôm nay thì Mơ muốn thưởng thức cái món này theo phong cách ở bên Malaysia. Thì cái món này á gọi là ở Malaysia rất là nổi tiếng, nhưng mà thật ra thì nó là một cái món ăn truyền thống của người Ấn Độ. Như các cô chú anh chị và các bạn biết thì Malaysia là một cái đất nước đa chủng tộc, đúng không? Giống như ở Malaysia thì gồm có người Hoa nè, người Ấn Độ và người Malai đều sinh sống trên một cái đất nước. Và bây giờ thì mới thưởng thức cái món roti canai nhé. Đây là nho và nho trước đã. Thường á thì vào buổi sáng ở bên đây á thì nếu như mà đi ra quán á thì gồm có nhiều loại sốt hơn. Nếu nhà mà mình ăn roti đó các bạn, nó sẽ có gồm có sốt cà ri gà nè, và thêm một cái loại sốt đặc biệt nữa là cái cà ri nguyên chất. Cà ri nguyên chất thì nó cay và nó đậm đặc hơn. Thường thì mới thích ăn cà ri gà như vậy hơn. Và bây giờ mới thưởng thức ha. Mơ hưởng cái tá ri trước nha. Tê tá ri là trà mà pha chung với loại sữa thì nó không phải là sữa đặc mà là sữa loãng. Có một loại sữa mà dành riêng cho tê tá ri nha các bạn. Và ở bên đây thì khi mà ăn thì người ta sẽ không dùng cái tay trái nha. Lấy thức ăn mà chỉ có dùng mỗi tay phải, và tay trái thì để kế bên như vậy ha. Cà ri thì nó hơi cay và cái vị của nó rất là mùi và béo. Bánh thì lúc nãy mình nướng lên á, nó rất là xốp và thơm nha các bạn. Roti này á thì thường chỉ là sử dụng bột mì đa dụng, rồi mình thêm trứng và sữa vào để pha bột, và thêm một tí muối. Thì mình nhồi bột xong rồi để. Nếu như các bạn có thời gian thì cũng có thể là nhồi để qua đêm, xong rồi để ra từng miếng nhỏ. Khi mà mình nướng bánh á, mình cũng có thể xoa một chút dầu vào để mà cho nó không có dính tay dính chảo đó các bạn. Và mới kể cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn nghe là lúc mà mới ban đầu Mơ đi qua đây á thì giống như là Mơ bị sốc văn hóa. Tại sao Mơ dùng cái từ sốc văn hóa? Tại vì thật sự trước khi Mơ đi qua Malaysia này sinh sống và làm việc thì Mơ cũng có học và cũng biết thêm về Malaysia là một cái đất nước đạo Hồi, và các phong cách sống của người ta như thế nào, ăn uống ra sao. Tuy là biết nhưng mà các bạn biết không, tầm khoảng từ năm 2005-2007 thì cái tầm khoảng đó thì mạng internet thì nó chưa có phát triển rộng rãi như bây giờ. Thì chúng ta không thể mà online hay là có thể xem được hết tất cả các bạn bè, tất cả các phong tục tập quán của tất cả các nước. Mơ chỉ học và chỉ biết theo và tìm hiểu, là học được bao nhiêu thì biết được bao nhiêu thôi. Dẫu biết rằng là Malaysia là khi mình qua là đạo Hồi nè, rồi thêm ăn á, thì phải dùng tay nè chẳng hạn. Nhưng mà khi mà thực tế mà tiếp xúc với thực tế ngồi ăn ngồi ăn đối diện với nhau mà dùng tay để mà móc thức ăn. Mà không phải là mình chỉ là riêng cho cái món khô nha các bạn, mà kể cả những cái món nước cũng như vậy. Thì Mơ thật sự là cảm thấy rất là sốc. Thật sự cái cảm xúc mà khi mình nghe giới thiệu về một cái đất nước, một con người hay phong tục tập quán nào đó, cho đến khi mà mình trải nghiệm thực tế, mình vừa nghe và vừa trải nghiệm thực tế, thì cái cảm xúc của mình nó hoàn toàn rất là khác nhau. Và Mơ cũng suy nghĩ rất nhiều về cái chuyện đó khi mà lần đầu tiên đi đến Malaysia và được ngồi ăn trực tiếp với các bạn người Malai và người Ấn Độ, để cả công ty, rồi nói chuyện tiếp xúc với tất cả mọi người. Thì Mơ có một cái cảm giác nó không có giống như những cái gì mà Mơ tưởng tượng khi mà Mơ học ở nhà và được biết qua tất cả các bạn bè mà nói. Cái đó cũng làm Mơ rất là sốc. Và cái đến nữa thì khi ăn thì mình lại không được cái sử dụng cái tay trái của mình, và chỉ được cái sử dụng cái tay phải thôi, vì cái tay phải là giống như là tượng trưng cho những cái điều mà tốt nhất và sạch, tốt đẹp và nhất, cho nên là lúc nào cũng phải sử dụng cái tay phải nha các bạn, trong thức ăn và uống cũng vậy. Khi ăn một cái miếng bánh nó vừa có một cái vị mặn mặn nè, béo béo, và chấm vào cái sốt cà ri thì nó vừa cay một chút, vừa thơm mùi cà ri và có độ béo của nước cốt dừa đó các bạn. Và sau đó thì chúng ta uống vào một cái miếng trà sữa teh tarik, thì cảm thấy chúng ta có một cái cảm giác nó rất là thú vị. Nếu như các bạn nào mà có dịp đến Malaysia hay là các bạn nào sinh sống ở Malaysia thì hãy thưởng thức ha. Và cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi hết cái video clip của Mơ ngày hôm nay. Mơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Mong rằng tất cả các cô chú, anh chị và các bạn sẽ luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành với Mơ trong thời gian tới. Hãy cùng Mơ khám phá những điều thú vị hơn ở Malaysia nhé các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video clip lần sau nhé.